Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Khuyến thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn có cái dịp mà đi tìm một cái căn nhà cho người em để thuê. Chính vì thế mà hôm nay mình toàn sẽ tìm quanh cái khu vực Hà Đông này, và mình toàn cũng muốn chia sẻ các hình ảnh về Hà Đông đến với bà con cô bác nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về Hà Đông bây giờ. Đây là cái khu này là cái khu ở phía văn quán. Tìm nhà thì Minh Toàn cũng đi tìm khá nhiều nhà ở Hà Nội này rồi, nhưng mà về cái cách Minh Toàn tìm là trước hết là Minh Toàn xem trên mạng, môi giới trên mạng, sau đó Minh Toàn đến một số cái căn nhà đấy và Minh Toàn sẽ lượn đường như thế này để xem một số cái tuyến đường mà Minh Toàn ưng, xem có nhà hay không. Đây chúng ta đi thẳng, đây là ra sân đó. Sân văn quán, mà có sân bóng đá văn quán. Mà tìm được một ngôi nhà mà ưng ý thì cũng rất là khó quý bà con cô bác ạ. Hà Đông bây giờ thì các cái nhà như này ở một số cái nơi là gọi là phần hoang vu hoặc là dự án đắp chiếu thôi. Đây là phố Văn Yên, văn quán Hà Đông. Dự án này không biết là xây cái gì nhưng mà cũng khoảng 5 năm nay, 19 như này. Thank you.
sở Văn Yên. Trường trung học cơ sở Văn Yên cũng khá là rộng, trường khá là rộng. Đây mình đoàn sẽ đi vào khu này. Khu này thì đường xá nó rộng hơn. Bán nhà thì mình toàn không muốn hỏi, bởi vì bán nhà thì mình thuê cũng thuê lâu dài, thì người ta bán có ý định bán rồi thì mình hỏi nó sẽ không thời gian ngắn, người ta có khách người ta bán rồi. Bán nhà có những nhà xây với kết cấu rất là đẹp. Có cái khuôn viên cây xanh không được đẹp lắm. Đó là một khu vực này là khu vực khu vực này là không có rồi, chúng ta phải đi sang khu vực một khu vực khác cũng thuộc Văn Quán Hà Đông để xem khu vực đấy có hay không. Đấy, trước mặt chúng ta là đường Nguyễn Khuyến. Đây là đường Nguyễn Khuyến. Đường Nguyễn Khuyến này thì bây giờ cũng thu hút rất là nhiều cái quán ăn quán nhậu về đây, bà con cô bác ạ. Đây sang khu vực này xem
mình toàn thấy một cái cổng làng rất là cổ luôn. Đây là làm gì đây nhỉ? Phúc Yên thì thuộc văn quán Hà Đông. Phố Yên Bình. Nghe tên rất là yên bình luôn ha. Thì bưởi là thuộc phường Phúc La của Hà Đông. Hà Nội thì như các bạn đang nhìn thấy ở cái hệ thống cây xanh khá là trong khu vực này thì khá là nhiều các cây xanh. Nhưng mà ở Hà Nội thì chủ yếu là trồng các cây xanh như cây sấu là nhiều. Đây, có nhà này cũng đẹp nhưng mà cà phê mất rồi. Khu vực này cũng khá sâu rồi, mình toàn không muốn thuê trong này. Và mình toàn sẽ đi ra, đây ngược ra là đằng trước chúng ta là cái đường Nguyễn Khuyến của Hà Đông. Một trong những con đường huyết mạch của Hà Đông đấy các bạn ạ, cái đường Nguyễn Khuyến. Đây, và bây giờ mình toàn sẽ vào khu vực này, nên mà khu vực này mình toàn sẽ dừng video này ở đây. Cảm ơn quý bà con và bác đã xem video này.